Ngày 9 tháng 1 năm 2023, TOA Electronic Việt Nam và TOA Việt Nam Co Ltd có chuyến thăm và làm việc tại trụ sở chính TCA Trung Chính Audio. Chuyến thăm TCA do hai tổng giám đốc Ko Ueda và Koji Kawaguchi dẫn đầu. Tại buổi làm việc còn có giám đốc Mai Tiến Đạt, giám đốc Lê Ngọc Anh cùng đại diện cán bộ nhân viên TOA Việt Nam. Về phía TCA, CEO Nguyễn Quốc Văn cùng đại diện các phòng ban trong công ty nồng nhiệt đón tiếp đoàn. Phát biểu tại buổi gặp mặt, ông Ko Ueda, tân tổng giám đốc TOA Electronic Việt Nam cho biết, khi sang Việt Nam nhận trách nhiệm, ông rất bất ngờ và ấn tượng với TCA Trung Chính Audio bởi quá trình phát triển quá nhanh và mạnh mẽ. Từ một đơn vị ban đầu mới tiếp cận với các sản phẩm TOA, đến nay Trung Chính Audio đã trở thành một trong những đại lý quan trọng hàng đầu của TOA Việt Nam. Ông Ko Ueda cũng đánh giá cao những kế hoạch marketing sản phẩm mà TCA đang thực hiện. Trong bối cảnh công nghệ và Internet bùng nổ, vị tân tổng giám đốc cũng tin tưởng rằng mối quan hệ giữa TOA và TCA sẽ là mối quan hệ khăng khít, bền chặt, hỗ trợ lẫn nhau cùng phát triển. Cũng tại buổi làm việc, ông Koji Kawaguchi, tổng giám đốc nhà máy TOA cũng gửi lời chúc mừng TCA vì những thành công mà công ty đạt được trong năm 2022. Ông cũng chia sẻ niềm vui về TVC giới thiệu nhà máy TOA Việt Nam đã được sản xuất hoàn thành với nội dung chân thực, ý nghĩa. Phát biểu tại buổi tiếp đón TOA Electronic Việt Nam và TOA Việt Nam Co Ltd, CEO Nguyễn Quốc Văn trân trọng cảm ơn những tình cảm tốt đẹp mà hai vị tổng giám đốc dành cho TCA Trung Chính Audio. Trong thời gian tới, TCA hy vọng sẽ tiếp tục nhận được sự quan tâm, giúp đỡ và hỗ trợ từ TOA Việt Nam trên mọi phương diện thương mại, truyền thông thương hiệu và quảng bá thiết bị và giải pháp âm thanh chất lượng đến người dùng. Buổi thăm và làm việc diễn ra trong không khí vui tươi của mùa xuân năm mới. Trong một không gian ấm cúng, TCA đón nhận giấy chứng nhận đại lý năm 2023 cùng với những món quà chúc mừng năm mới từ hai vị tổng giám đốc TOA Việt Nam. CEO Nguyễn Quốc Văn cũng gửi tặng những bó hoa tươi thắm để chúc mừng và cảm ơn tổng giám đốc Ko Ueda và Koji Kawaguchi. Trong cùng buổi chiều làm việc, CEO Nguyễn Quốc Văn đã mời hai vị lãnh đạo cao cấp của TOA Việt Nam tham quan cơ sở vật chất tại trụ sở chính phía Bắc TCA Trung Chính Audio. Âm thanh của bạn, sứ mệnh của chúng tôi.